Sáng nay, khu dân cư thôn Trần Thượng, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đình Trần Thượng. Tới dự có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khu dân cư Trần Thượng hiện có hơn 6 hộ với gần 2.000 nhân khẩu. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư Trần Thượng đã làm tốt công tác tập hợp củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đời sống người dân khu dân cư Trần Thượng ngày càng chuyển biến rõ nét, kinh tế phát triển, tiếng làng nghĩa xóm được vun đắp, đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 0,33%, trên 94% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, gần 80% số người qua đời thực hiện chôn cất theo hình thức hỏa táng. Phong trào khuyến học khuyến tài được đặc biệt quan tâm, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi với 4 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi và câu lạc bộ dân vũ. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu chi bộ, ban công tác mặt trận và toàn thể nhân dân khu dân cư Trần Thượng tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả về phát triển kinh tế xã hội đã đạt được trong thời gian qua, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đặc biệt giữ gìn các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giúp hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế. Xa quê hơn 20 năm rồi, trở lại quê hương thì tôi thấy cái sự thay đổi của quê hương tôi, đường xá khang trang sạch đẹp, nhất là cái tinh thần mà dân đoàn kết hiến đất để làm đường. Ngay bản thân nhà tôi đã hiến tới 70 mét đất, tất cả những cái nhà đều là xây lại mới, có nghĩa trang đồng bộ và có hồ bơi dành cho trẻ em. Và quê hương tôi phải nói thực sự bây giờ rất đẹp, rất khang trang. Tại ngày hội, khu dân cư Trần Thượng tổ chức đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình Trần Thượng và cánh thành nhà văn hóa thôn Trần Thượng, bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.